chuyện hơn và được gần gũi mình hơn. Đó là điều mà con rất là mong muốn tất cả quý vị của VTV8 để ủng hộ Đinh Chí Thông trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thay mặt khán giả, chúc cho ca sĩ Đinh Chí Thông ngày càng thành công hơn, thực hiện được những hoạt động nghệ thuật mà bạn ấy đang theo đuổi. Quay lại với khán giả của Nhịp Cầu VTV8 Hà Tĩnh Linh, hôm nay các quý vị khán giả của chúng ta đang mắc nhiều gì? Một chương trình truyền hình đáp ứng những thắc mắc về sức khỏe của quý vị khán giả ấy. Tư vấn sức khỏe đúng không ạ? Đúng rồi, Đăng Thanh. Rất nhiều khán giả đã thắc mắc là họ muốn đề xuất những vấn đề về sức khỏe tại chuyên mục thì phải liên hệ với ai? Và nhiều quý khán giả cũng muốn xem lại những số đài phát sóng về Đăng Thanh Linh. Hãy cùng chúng tôi kết nối với ekip thực hiện. Hiện nay thì chương trình cũng rất khỏe, chúng tôi vẫn bệnh có thể nó xảy ra ở những thời điểm mà chúng tôi lại chỉ có thông tin khán giả. Cái thứ hai thì cũng qua một số cái thông tin của khán giả, ví dụ như họ có nhu cầu muốn tìm hiểu về cái bệnh gì đấy thì chúng tôi sẽ có chương trình và kịp thời để giải đáp thông tin mà họ cần biết. Về cách thức mà gửi cái yêu cầu và những cái điều mà quan tâm đến chương trình thì có thể gửi bằng những cách sau. Thứ nhất là gửi thư về phòng chuyên mục Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Hoặc cách thứ hai là có thể qua này đây tại trực tiếp. Cách thứ ba là tôi có số thư điện tử như là tư vấn sức khỏe của Đà Nẵng.